Hi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube Tinh Hoa Võ Thuật. Mình là VinKungfu, Master Vin. Nói chứ VinKungfu thôi nha, không cần Master. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài số 9 trong series tập võ Taekwondo tại nhà. Hôm nay chúng ta sẽ có một động tác, đó là chúng ta sẽ có đứng tấn đấy. Thông báo sớm cho các bạn, hôm nay chúng ta sẽ có đứng tấn. Và chúng ta sẽ tập trong những cái bài tập series tại nhà, mình sẽ kết hợp vừa thể lực, vừa giãn cơ mà vừa là tập luyện kỹ thuật luôn, để chúng ta làm quen. Võ thì bạn nhớ là không phải chỉ tập một kỹ thuật mà chúng ta cần phải có thể lực nữa nhá. Cho nên mình sẽ đan xen thể lực kỹ thuật vào trong một cái bài, và bạn ráng tập luyện mỗi ngày chúng ta chỉ tập khoảng 7 động tác thôi nhá. Và mời các bạn đón xem bài số 9. À, đón xem vào tập luyện nữa, bài số 9. We'll be right back.
tấn trung bình. Nắng nó gần đến đầu thầy ạ. Vừa xong, chúng ta đã tập luyện xong bài số 9 trong series tập Taekwondo tại nhà. Có gì thắc mắc nhớ bình luận phía dưới, mình sẽ sớm giải đáp cho các bạn ha. Hoặc là bạn có góp ý gì bạn cứ bình luận phía dưới, góp ý xây dựng nhá. Mấy ông phá hủy là thôi hủy luôn ấy. Không làm nó về nhà trồng rau nuôi vịt. Không có vẽ gì nữa. Rồi, chúc bạn tập luyện thật vui và hẹn gặp lại trong bài series thứ 10.